bắt cóc. Con bị bắt cóc lần nữa hả? Dạ. Trời ơi. Dạ đúng rồi đó cô. Lúc đó tình hình rất là nguy hiểm, giống như là ngàn cân treo sợi tóc vậy đó. Nhưng mà con với thằng Sơn á, cứu người mà, đâu có ngại nguy hiểm đâu. Liều mạng của mình nè, xông vô để cứu Thu. Cũng may là trời thương á, chứ nếu không hả, mém chút nữa tụi đã đâm Sơn chết queo rồi. Mà sợ lúc đó chắc con cũng không còn mạng đứng đây nói chuyện với cô đâu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Trời ơi ông ơi, nguy hiểm quá. Rồi bây giờ mình phải làm sao đây, tôi sợ quá ông ơi. Thôi, bà đưa con Thu lên phòng nghỉ đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu Vũ đây một chút. Dạ. Đi con. Đi. Dạ. Cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Trời ơi, chuyện nhỏ mà, có gì đâu. Đi con. Cậu muốn gì ở con gái tôi? Ủa, ý chú là sao chú? Tôi từ hồi nào tới giờ không thích con gái tôi giao du với những loại người như cậu với lại thằng Sơn Khoa. Lần này không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý mà hai cậu lại xuất hiện đúng lúc để cứu con gái của tôi. Chú nói vậy có khác nào là coi thường tụi con, trong khi á là tụi con mới liều mạng để cứu con gái chú. Đáng lý ra tụi con phải nhận được sự cảm kích nào đó từ chú chứ. Đằng này á, chú lại nghi ngờ tụi con. Thôi, nếu đã vậy á, con không còn gì nói nữa. Con về nha chú. Cậu ngồi xuống đó. Cậu ngồi xuống đó. Đây là số tiền 5 triệu, coi như cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Cầm lấy đi. Dạ thôi đi chú ơi, chú đã cảm kích là con cũng thấy vui rồi. Chú không cần phải làm vậy đâu. Dạ con xin phép chú. Cậu ngồi đó, cứ coi như nãy giờ là tôi nói sai với cậu đi. Với tôi thì là có công thì phải thưởng. Số tiền 5 triệu này nó không phải là nhiều, nhưng mà đó là tấm lòng của tôi. Cậu cứ nhận lấy để cho con Thu nhà tôi nó được yên tâm. Tôi không muốn nó trách tôi là coi thường bạn bè nó. Dạ, nếu chú đã nói như vậy thì con xin nhận. Con cảm ơn chú. Chú đúng là phóng khoáng. Công việc đã xong rồi, cậu về đi. Dạ. Xin phép chú con về. Chú cho con gửi lời chào cô với lại cô Thu luôn nha chú. Dạ con về. Thằng này con mắt vàng quá, phải điều tra về thằng này và thằng Sơn mới được. Nói cho má nghe đi, con có bị gì không? Con Thu, con bị bắt cóc đúng không? Tụi nó có làm gì con không? Tụi nó có à? Có cái gì? Làm cái gì? Mợ sao mà tươm tướp hả? Cháu đã mợ còn gặp mợ nữa. Dạ. Thôi, mợ làm ông như trong phòng tắm á, sửa soạn đồ cho cháu nó tắm đi nha. Dạ, em đi nghe chị. Đi đi. Con có sao không con? Không có sao hết. Dạ. Con có sao không? Con có nhớ mặt đứa nào là những đứa đã bắt cóc con không? Con không nhớ ai hết á. Ba à, con nói thiệt lòng nha. Thật sự á, là con không thích những công việc của ba. Con không muốn suốt ngày bị lôi vào mấy cái vụ tranh quyền đoạt lợi của ba đâu. Ba nghĩ lại đi, những cái việc ba làm thì cuối cùng ai là người chịu hậu quả? Là má và con đó. Im đi, đừng xía vô cái chuyện làm ăn của ba. Biết cái gì mà chen vào chuyện làm ăn của ba chứ. Còn ba nữa. Dạ. Từ nay á, bà với mợ nó là phải canh chừng con Thu, không cho nó bước ra khỏi phòng dù một bước. Nghe rõ chưa? Ba.
con lớn rồi mà, tự nhiên qua nhốt con trong nhà là sao? Bà nói với con từ nay không được quyền bước ra khỏi phòng này dù một bước, nghe rõ chưa? Ba. Ông. Má. Không được rồi, con biết tính ba con rồi mà, để má. Ông. Má. Con. Ông à. Ông mà. Cái gì nữa? Thôi con không chịu đâu, chẳng lẽ bây giờ nhốt con luôn hả? Thôi mà, cằn nhằn gì khổ ghê, đi tắm đi. Con gái nó lớn rồi, đâu phải con nít lên 3 tuổi đâu mà ông nhốt nó trong nhà như vậy. Tất cả cũng tại bà hết. Bà chiều nó riết rồi nó được đằng chân, nó lên đằng đầu. Bây giờ nó coi lời nói của tôi có ra cái lô gam nào đâu. Muốn dạy con á thì cũng phải từ từ chứ ông. Ông cứ ào ào à, mà tôi thấy con á có nói gì sai đâu. Từ ngày nó về đây á, nó bị bắt cóc tới 2 lần rồi ông. Bây giờ bà đứng đây bà cãi tay đôi với tôi phải không? Không phải, tôi thấy sao tôi nói vậy thôi hả? Mình làm cha làm mẹ phải hiểu cho con chứ. Nó lớn rồi, làm sao mà nhốt trong nhà rồi nó chịu nổi ông? Bà có giỏi bà lo bà dạy nó đi. Bà dạy nó làm sao á, gái lớn rồi phải lo kiếm một tấm chồng để cho tôi với bà được nhờ. Còn gái suốt ngày đi lông nhông ngoài đường, không có ra một cái tích sự gì hết. Ông nói sao vậy? Con nó mới tốt nghiệp, nó về thăm nhà, rồi nó còn đi thực tập nữa chứ bộ à. Chứ con có đi rong chơi đâu mà ông nói như vậy, mà ông lại ép nó đi lấy chồng. Nói thiệt với ông á, con gái được ăn học đại học đàng hoàng, nó không có chịu lấy chồng sớm đâu ông. Tôi không nói nhiều nữa. Tôi nói nó ở trong nhà thì ở trong nhà, không được cãi lại tôi. Đừng xía vô nữa nghe chưa. Mấy đứa đâu? Dạ. Mệt quá, ông muốn làm gì ông làm đi. Dạ, chú Năm gọi con. Kể từ bây giờ tụi bay phải canh chừng cửa trước cửa sau cho đàng hoàng. Dạ. Không để cho cô hai bước ra khỏi nhà. Dạ. Nếu mà để cô hai ra khỏi nhà mà có chuyện gì đó là tụi bay liệu hồn với tao, nghe chưa? Dạ, dạ con biết rồi chú. Ừ. Dạ.